Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác và anh em đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, ở trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây đang là hai chiếc quý vị nhé. Đây đang là hai chiếc vang số tích hợp cục đẩy công suất. Và như quý vị và các bác cùng anh em chúng ta hay đi làm show chẳng hạn, đấy thì chúng ta cũng phải mang những chiếc cục đẩy đấy, rất là cồng kềnh, to và nặng. Và chính vì như thế thì các kỹ sư đã nghiên cứu ra những chiếc van số mà nó liền với lại cục đẩy công suất. Và đây là cục đẩy công suất công nghệ số mạch Class D chạy nguồn xung, quý vị nhé. Mạch Class D chạy nguồn xung và một chiếc cục đẩy công suất liền vang số như thế này. Đây thì nó có thể vừa làm cái chức năng vang liền công suất, vừa làm cái chức năng của một chiếc vang. Nó có thể cho suất tín hiệu ra những cái thiết bị khác, MZ, ML, Center, SZ, SL và SUP. Và một vang liền công suất như thế này thì em cũng đã thử đánh một cặp full đôi bát 40 rồi, vẫn đánh bình thường và đánh căng đét luôn các anh nhé. Và chiếc vang số này thì nó được tích hợp phần mềm của những dòng vang số X10 và main của nó cũng là main của X10 quý vị nhé. Đấy, rất là nhỏ nhẹ, có rơi vào đâu đó chỉ có 5 đến 6 kg một chiếc này thôi. Và dòng sản phẩm WeWatch KS2020 này quý vị nhé, WeWatch KS2020 này, đại model KS2020 này thì dòng này là dòng sản phẩm của Mỹ và đây là hàng của Mỹ. Tất cả những cái linh kiện, phụ kiện các thứ thì đều được sản xuất tại Mỹ và lắp ráp thì lắp ráp tại Đài Loan quý vị nhé. Made in Taiwan. Đấy. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy ba chế độ. Đấy, ba chế độ chỉnh sẵn quý vị nhé. Ba chế độ bên em sẽ chỉnh sẵn cho quý vị và các bác. Đấy, chế độ 1 thì sẽ là cái chế độ cho những bác nào mà mới tập hát, vừa tập hát này, rồi là những bác nào mà hát yếu. Đấy, hơi yếu thì chúng ta chọn chế độ 1. Hoặc là chúng ta có thể chọn chế độ 2 cho những người mà đã hát thành thục rồi, đã hát khá rồi, đã hát khá rồi và chúng ta cũng tự tin vào cái lời ca tiếng hát của chúng ta rồi. Còn chế độ 3 này, chế độ 3 này, chế độ Echo Reverb và chọn những bác nào mà đã hát rất là ok rồi, hát chuyên nghiệp rồi quý vị nhé. Và có ba chế độ này thì chúng ta không cần chỉnh nhiều, chúng ta chỉ cần ấn chỉnh thôi. Và nó có phần mềm của nó cho chúng ta chỉnh ở trên máy tính nữa, cho nên là kể cả quý vị và các bác đi show chẳng hạn, thì chúng ta được cắm vào thì đều được. Đấy, chúng ta cắm vào thì đều được như quý vị và các bác có thể nhìn thấy ở đằng sau đây đúng không ạ? Ở đằng sau đây. Đấy, đây là đằng sau của nó quý vị nhé. Đấy, đây là đằng sau và đây là đằng trước. Đằng sau của nó đây thì các bác nhìn hai quạt gió và ở trong có hai quạt gió thổi ra nữa và đây nó hút ra ngoài. Đấy. Và đây là hai cửa vào cho chúng ta. Đấy, hai cửa vào cho chúng ta quý vị nhé, hai cửa vào cho chúng ta. Và dòng này thì nó có cả đường Bluetooth cho chúng ta nữa. Đấy, có cả đường Bluetooth cho chúng ta nữa. Đấy, đa dạng cổng vào cho chúng ta đúng không ạ? Vâng, và hai chiếc quý vị nhé, hai chiếc WeWatch KS2020 vang số tích hợp cục đẩy công suất này thì hiện tại là bên em đang để giá thanh lý là 4 triệu một chiếc quý vị nhé. Đấy, 4 triệu một chiếc. Đấy. Và hiện tại thì em đang test cho anh Trần Minh Châu nhé. Đấy, anh Trần Minh Châu ở Bến Tre. Đấy, hai chiếc KS2020 thanh lý giá 8 triệu và bác ấy đã chuyển khoản bên em 500.000 rồi, còn thu hộ là 7.500.000 nữa. Đấy. Vâng, và đây là
hai chiếc cãi 2020 của anh Trần Minh Châu nhé. Đấy, của anh Trần Minh Châu. Và em đã test hết những cái tiếng mic, em đã test hết những cái tiếng mic và test hết những cái chức năng của nó rồi, đều ok hết. Và đây là những cái hàng trưng bày của bên em, hàng trưng bày, hàng để tủ của bên em quý vị nhé. Đấy, hàng này đây cũng chưa được sử dụng qua, và cái hàng này là hàng trưng bày ở trong tủ. Đấy, còn tất cả còn nguyên zin xịn hết quý vị nhé. Đấy, nguyên zin xịn hết. Đấy. Vâng, bây giờ thì em sẽ test thử cái tiếng nhạc của nó cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và cùng cảm nhận nhé. Hiện tại bây giờ thì em đang đánh với lại cặp loa JBL G2000 bản Gold Limited Bass 30 quý vị nhé. Đấy. Với chiếc KS2020 này, vang số tích hợp cục đẩy công suất này, thì như nãy em cũng đã nói cùng với lại quý vị và các bác rồi, nó rất khỏe quý vị nhé. Nó rất là khỏe. Nếu mà bát 30 thì nó đánh hai cặp bình thường, còn như full đôi, full đôi bát 40 nó đánh một cặp căng đét luôn quý vị nhé. Vâng, bây giờ em sẽ cố định điện thoại lên quý vị nhé. Em sẽ cố định điện thoại lên và sau đó em sẽ mở nhạc cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe, cùng cảm nhận. Cùng nghe và chúng ta cùng cảm nhận nhé. Công suất này thì bác nào mà đã chúng ta đã thành thạo và chúng ta sử dụng van số Ken rồi thì chúng ta cũng có thể chỉnh tay ở phía trên này được quý vị nhé. Chúng ta có thể chỉnh tay ở phía trên này được. Em đang mở khóa đây nhé. Em đang mở khóa đây nhé. Và quý vị và các bác có thể nhìn thấy đây. Đây là những cái nút vô cực của nó quý vị nhé. Đây là những nút vô cực này, effect này. Đây, các bạn nhìn này, effect này. Mic này. Đây là
cái nút vô cực quý vị nhé. Đấy, cho nên là các bác khi các bác vặn lên các bác nhìn số ở trên này này, ví dụ music này, đấy, nó sẽ lớn, tiếng nó sẽ lớn dần lên này. Đấy. Đấy, nút này nó là nút vô cực quý vị nhé. Vâng, và cảm ơn anh Trần Minh Châu rất là nhiều đã tin tưởng và đã ủng hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Và hiện tại bây giờ thì đang là mùa dịch Covid-19 cũng rất là căng thẳng. Và quý vị và các bác đặt hàng và yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em thì bên em cũng rất là cố gắng quý vị nhé. Bên em cũng rất là cố gắng, rất là cố gắng để test hàng, để gửi hàng cho quý vị và các bác, để các bác nhận hàng sớm nhất có thể quý vị nhé. Bên em sẽ cố gắng phục vụ các bác được tốt nhất. Đấy. Và quý vị và các bác yêu mến và ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em, những chiếc vàng WeWatch KS2020 này thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển, hoặc các bác để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Còn bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.